Hải Bình và Kiều Trâm xin phép được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, Hoa Kỳ muốn tăng xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam. Vào ngày 7 tháng 2, một viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng nước Hoa Kỳ khuyến khích Việt Nam đa dạng các loại vũ khí của mình thay vì chỉ có một nhà cung cấp truyền thống là nước Nga. Từ đó sẽ có những quan hệ mật thiết hơn với quân đội Hoa Kỳ. Theo lời đại sứ Hoa Kỳ tại Singapore thì đã có những tín hiệu khả quan về việc Việt Nam làm quen với hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ. Đó là việc quân đội Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam tàu tuần duyên loại Hamilton và Hà Nội mua của hãng Boeing các loại thiết bị do thám không người lái. Theo các nhà phân tích thì mặc dù đã có những tiến triển nhanh trong quan hệ giữa hai nước, nhưng có thể việc mua vũ khí Hoa Kỳ vẫn là điều nhạy cảm đối với một số người Việt vẫn còn không thoải mái khi nhớ lại những hành động can thiệp quân sự của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam trước đây. Ngoài ra, Việt Nam còn lo ngại Hoa Kỳ có thể viện dẫn vấn đề nhân quyền trong tương lai để ngừng cung cấp vũ khí. Tàu ngầm của nước ngoài vào vùng biển Việt Nam phải nổi và treo cờ. Thưa quý vị, tàu ngầm của nước ngoài phải nổi lên mặt nước và treo cờ khi đi qua lãnh hải của Việt Nam. Đó chính là một trong những quy định do Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành vào ngày 8 tháng 2. Và theo đó, các tàu ngầm khi đi ngang qua khu vực 12 hải lý, các bờ biển Việt Nam, nhưng không đi vào các cảng của Việt Nam thì phải nổi lên và treo cờ của nước mình và chạy liên tục không được dừng lại, trừ trường hợp bất khả kháng là bị tai nạn hoặc trục trặc kỹ thuật. Và một điều quan trọng nữa là phải báo cho cơ quan chức năng biết được lịch trình của mình. Các loại tàu khác, kể cả tàu chiến, đều phải tuân theo quy định này. Và ngoài ra, các tàu chở chất phóng xạ hoặc chạy bằng năng lượng hạt nhân phải tuân theo các quy định về an toàn và công khai với cơ quan chức năng Việt Nam. Nếu có dấu hiệu không an toàn, thì các tàu này bị bắt buộc phải rời khỏi lãnh hải Việt Nam ngay lập tức. Thưa quý vị, nhạc sĩ Việt Khang đang trên đường đến Hoa Kỳ tị nạn. Nhạc sĩ Việt Khang, người bị nhà cầm quyền Hà Nội cầm tù vì sáng tác các ca khúc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, đang trên đường đến Hoa Kỳ tị nạn chính trị. Nhạc sĩ Việt Khang đã rời Việt Nam vào sáng ngày 8 tháng 2 giờ địa phương và đang trên đường bay đến thành phố Los Angeles nhờ sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ. Theo dự kiến, tác giả của hai bài hát nổi tiếng Việt Nam tôi đâu và Xin hỏi anh là ai sẽ tới phi trường Los Angeles vào lúc 12 giờ 40 phút trưa ngày 8 tháng 2 theo giờ miền Tây Hoa Kỳ. Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Nam tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Ông bị bắt vào năm 2011 sau khi tự trình bày và phổ biến lên YouTube hai nhạc phẩm gây chú ý đặc biệt cho công luận trong và ngoài nước. Việt Khang đã khơi dậy một chiến dịch thỉnh nguyện thư quy mô chưa từng có của người Việt trong và ngoài nước gửi thẳng vào Tòa Bạch Ốc, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tăng áp lực buộc Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm vào năm 2012. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tăm tối. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn? Và thưa
Thưa quý vị, bản tin đời sống nối tiếp cho biết người Cologne ở Đức đã chào đón lễ hội phụ nữ. Thời tiết lạnh lẽo đã không thể làm cho những người dân ở thành phố Cologne ở Đức dừng việc chào đón lễ hội phụ nữ được bắt đầu vào ngày 8 tháng 2 nếu họ bất chấp nhiệt độ đóng băng và cùng xuống đường để khiêu vũ và ăn uống. Vào sớm thứ Năm, hàng ngàn người dân đã tụ tập tại quảng trường chính của thành phố Cologne và chờ đợi lễ khai mạc lễ hội. Theo truyền thống, việc chính thức khai trương chính xác là vào 11 giờ 11 phút địa phương, nhưng những người tham gia đã tụ tập từ lâu trong nhiệt độ đóng băng. Cologne là một trong ba thành phố lễ hội của Đức, cùng với Düsseldorf và Mainz, nơi mà trong những ngày tới sẽ có nhiều khách tham quan tới thành phố. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là cuộc diễn hành vào ngày Rose Monday, dự tính sẽ được hơn 1 triệu người theo dõi. Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, bộ phim The Shape of Water bị tố cáo đạo nhái một tác phẩm của Pháp. Với 13 đề cử giải Oscar, tác phẩm của Guillermo del Toro đang tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới. Câu chuyện tình yêu giữa cô gái câm và thủy quái mang nhiều ý nghĩa nhân văn về xã hội. Tuy nhiên, bộ phim hiện đang đứng trước cáo buộc đạo nhái. Đạo diễn người Pháp Jean-Pierre Jeunet cho rằng del Toro đã đạo một cảnh trong tác phẩm The Last Castation ra mắt cách đây 27 năm. Trong phim, Dominique Pignon và Karen Viac khiêu vũ cùng nhau trong tiếng nhạc du dương cổ điển phát ra từ chiếc TV gần đó. Trong The Shape of Water, Richard Jenkins và Sally Hawkins cũng thực hiện vài động tác nhẹ nhàng trong khi ngồi trên ghế sofa cùng lúc với một vở nhạc kịch phát trên truyền hình. Thưa quý vị, Jeunet đã đưa hai cảnh quay cho Del Toro, nhưng đạo diễn người Mexico đã phủ nhận cáo buộc và cho rằng cả hai đều lấy cảm hứng từ hai vị đạo diễn khác nhau. Thưa quý vị, đây có lẽ sẽ là một scandal lớn nhất tại lễ trao giải Oscar sắp tới đây. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tin tức News at Night.